Xin chào quý các bạn, thật vui khi chúng ta được gặp nhau trong một video so sánh của Autoeli. Trong khuôn khổ video này, mời các bạn cùng Autoeli tìm hiểu, đánh giá và so sánh hai thánh tại Việt Nam. Thánh X5 Made in Việt Nam với giá bán hiện tại 1.414.000.000 đồng. Thánh Fortuner 2.8V 2 cầu AT với giá bán 1.358.000.000 đồng. Hai mẫu xe này với cấu hình trang bị động cơ khác nhau nên trong video này chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá về thiết kế cùng các trang bị. Trước khi đi vào các đường nét thiết kế ở phần ngoại thất, Autoeli mời các bạn cùng điểm lại các thông số kỹ thuật của hai đối thủ này. Mặc dù với vóc dáng khá đồ sộ nhưng qua các thông số cụ thể, các bạn có thể thấy chiều dài, chiều rộng và chiều dài cơ sở thì VinFast Lux SA đang ăn điểm trước đối thủ. Nhưng khi đưa cả hai xe vào điều kiện đường xấu gập ghềnh thì có lẽ Toyota Fortuner sẽ cỡ gạc lại được một phần điểm số với khoảng sáng gầm 219mm. Một vòng quanh Toyota Fortuner, có lẽ các bạn sẽ cảm nhận được rằng đây là một mẫu xe sở hữu thiết kế ăn tiền của Toyota. Đầu xe nổi bật nhờ cụm đèn pha dạng LED có khả năng bật tắt theo điều kiện ánh sáng, cùng lưới tản nhiệt với 3 thanh to bản nằm ngang chính giữa là logo của Toyota. Phần đầu xe khá bề thế với những đường nét khỏe khoắn, kết hợp cùng bộ la răng 18 inch, gương chiếu hậu chỉnh và cặp điện tích hợp xi nhan báo rẽ. Phần đuôi xe vẫn là những đường nét cứng cáp, cùng cụm đèn hậu LED có thiết kế mảnh và sắc. Xe được trang bị camera lùi và cảm biến lùi. Với nền tảng được phát triển từ BMW X5 thế hệ trước đây nên Lux SA 2.0 được thừa hưởng khá nhiều cái chất ở thiết kế ngoại thất. Sự bề thế của xe được thể hiện rõ nét hơn khi các bạn nhìn trực diện ở phần đầu xe. Cụm đèn phía trước full LED được chia tách cũng được tích hợp chức năng tự động bật tắt. Đèn sương mù còn tích hợp chức năng chiếu góc và chờ dẫn đường. Ở trung tâm cửa lưới tản nhiệt ruộng bậc thang là logo VinFast kết hợp cùng giải đèn LED nối liền cụm đèn pha với nhau. Tiến sát phần thân xe, điểm nổi bật nhất và cũng là trang bị lấy điểm cho Lux SA 2.0 chính là bộ la răng 20 inch 6 chấu đơn. Khác với sự bề thế của phần đầu, đuôi xe lại sở hữu thiết kế khá bầu bĩnh, cụm đèn hậu LED dạng 3D đứt quãng cùng cụm ống xả đôi là nhiệm vụ tăng tính thể thao cho xe. Ngoại thất của VinFast Lux SA 2.0 hay Toyota Fortuner, mẫu xe nào sẽ giành phần thắng? Các bạn nhớ bình chọn ngay ở góc phải của video này. Vào không gian nội thất của Toyota Fortuner, các bạn sẽ thấy ngay được sự thoáng đạt và một lối thiết kế thực dụng nhất có thể. Khu vực tablo có thiết kế dạng cân bằng với khá nhiều phím bấm cơ học và núm xoay. Xe trang bị vô lăng 3 chấu bọc da và gỗ với các phím chức năng có thể điều chỉnh. Ghế lái được chỉnh điện 8 hướng, còn ghế phụ chỉ được trang bị chỉnh cơ. Bên cạnh đó, nơi chính giữa bảng tablo, các bạn có thể thấy một màn hình cảm ứng 7 inch, không gian âm thanh 6 loa. Xe cũng được trang bị khởi động nút bấm và điều hòa hai vùng độc lập. Nhắc tới Toyota Fortuner, chắc chắn các bạn cũng không thể bỏ qua khả năng chuyên chở mà rất nhiều các đối thủ khác trong cuộc phân khúc phải ghen tị. Hàng ghế thứ ba của mẫu xe này luôn sẵn sàng chào đón 3 người lớn với không gian để chân ở mức đủ dùng. Rời khỏi khoang cabin của Toyota Fortuner thì mời các bạn tiến sang không gian có phần sang trọng hơn của Lux SA 2.0. Các bạn có 3 sự lựa chọn về màu khoang nội thất với chất liệu da mềm cùng các phần ốp kim loại hoặc gỗ. Là một đối thủ có thông số chiều dài cơ sở lớn hơn nên khoang nội thất của Lux SA 2.0 rộng rãi là điều không thể bàn cãi. Vô lăng của xe được bọc da với các phím chức năng. Phía sau là màn hình 7 inch hiển thị các thông tin vận hành của xe. Chính giữa bảng tablo là màn hình cảm ứng 10.4 inch. Kết nối điện thoại thông minh cùng dàn âm thanh 13 loa có âm lì. Đặc biệt là trên phiên bản cao cấp còn có một bộ phát Wi-Fi hotspot. Một chiếc xe được nhà sản xuất VinFast khá chú trọng về những trang bị thì Lux SA 2.0 cũng sở hữu điều hòa hai vùng độc lập, sạc không dây và đèn viền trang trí nội thất. Nhưng khi tiến xuống hàng ghế thứ ba thì có lẽ các bạn sẽ cảm nhận được một cảm giác hơi hụt hẫng bởi hàng ghế cuối cùng này của Lux SA 2.0 khó lòng mà so sánh được với Toyota Fortuner. Vậy theo các bạn, đâu là khoang nội thất khiến các bạn cảm thấy hài lòng? Mời các bạn bình chọn ngay ở góc phải của video nhé. Tiến tới khả năng vận hành của hai mẫu xe thì Toyota Fortuner 2.8V 2 cầu, hộp số tự động 6 cấp, được trang bị động cơ dầu có công suất cực đại 174 mã lực tại 3.400 vòng trên phút, mô hơi xoắn tối đa 450 Nm tại 2.400 vòng trên phút. Xe cũng được trang bị rất nhiều những hệ thống an toàn, chúng ta có thể kể tới như hệ thống cân bằng điện tử VSC, hệ thống kiểm soát lực kéo chủ động, hệ thống hỗ trợ xuống dốc và khởi hành ngang dốc, camera lùi và 7 túi khí. Tiến sang khối động cơ của chiếc Lux SA 2.0, chúng ta có khối động cơ xăng 2.0 lít DOHC i4 tăng áp ống kép và miễn thiên, phun nhiên liệu trực tiếp sản sinh công suất tối đa 228 mã lực tại vòng tua máy từ 5.000 tới 6.000 vòng trên phút, mô hơi xoắn cực đại 350 Nm ở vòng tua 1.750 đến 4.500 vòng trên phút. Khi xe được trang bị những hệ thống như chống cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hệ thống cân bằng điện tử,
hệ thống chống lật rùm, hỗ trợ xuống dốc trên phiên bản cao cấp, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước sau, camera 360 độ, 6 túi khí. Qua video so sánh này, quý vị các bạn đã chọn được cho mình mẫu xe nào chưa? Quý vị các bạn nhớ comment ngay phía dưới video và cũng đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Auto Eli để chúng ta cùng nhau trao đổi thảo luận nhiều hơn, so sánh nhiều hơn các mẫu xe. Xin chào và hẹn gặp lại!